nay chúng ta cùng nhau đi giải quyết một cái hữu hình bằng phần mềm SketchUp. Ở đây mình đang dùng phiên bản đấy là SketchUp 2023. Các bạn nhìn trên hình cho mình các kích thước của nó. Kích thước chiều dài của cái này người ta để là 88. Kích thước chiều này của mình để là 50. Ở đây đơn vị mình đo là centi. Đầu tiên mình đi xác định đơn vị cho bản vẽ SketchUp. Mình vào Windows, chọn Media Info. Mình chọn Unit, mình chọn đơn vị là Centimet. Mình tắt đi. Đầu tiên các bạn vẽ cho mình 88 và 50. Các bạn nhìn thấy kích thước chiều dài 88, chiều sâu là 50. Độ cao lúc này cho nên là 18. Các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn hình chữ nhật. Các bạn vẽ ra cho mình 88, 50. Sau đó các bạn đẩy khối lên là 18. Rồi các bạn đã được một cái bề mặt giống như này. Bây giờ ở đây người ta lại cho tiếp khoảng cách của cái này là 12. Đây các bạn nhìn thấy thông số là 12. Kéo từ mép này ra, từ mép này ra, từ mép này ra là 28. Như vậy các bạn sẽ vạch dấu ra cho mình. Đó, các bạn có thể vạch dấu được hoặc không, các bạn chọn cái đoạn này. Đoạn này nhá, các bạn chọn đoạn này nhá. Các bạn di chuyển ra, sao chép ra cho mình thêm một đoạn nữa. Của nó là 28, các bạn nhập 28 vào. Rồi. Tiếp tục các bạn lại sao chép tiếp một cái nữa sang bên này là 12. Rồi. Bây giờ lại tiếp tục một cái đoạn ở đây nữa. Các bạn nhìn thấy đoạn này là 38. Đoạn này 12. Các bạn chọn các đường này cho mình nhé. Các bạn chọn hai đường này thôi, cái đường này thôi. Các bạn sao chép ra cho mình. Một cái là 38. Rồi. Một cái nữa là 12. Sao chép 12. Sau đó các bạn dùng lệnh xóa này. Các bạn xóa ở dưới này đi cho mình. Rồi. Sau đó các bạn put lên độ cao của nó là bao nhiêu. Các bạn lấy cái số 58 này trừ đi 18, còn lại là 38. Các bạn put lên cho mình, đẩy khối lên cho mình là 38. Enter. Đến đây các bạn đã được một cái chi tiết giống như này. Các bạn make group toàn bộ cái này vào cho mình. Make group. Bây giờ làm sao để phát được tại các điểm này. Phát được tại cái điểm này. Đó. Và hợp bởi góc này là 45 độ. 45 độ. Thì các bạn sẽ làm cho mình như sau. Đầu tiên các bạn vạch dấu ra cho mình. Tâm nằm ở đây. Nhé cho sau bên này các bạn vạch lên cho mình là 45 độ. Rồi. Sau đó các bạn lại tiếp tục vạch dấu ra cho mình. Từ điểm này sang ngang này. Các bạn cho giao nhau đường này. Đó, được chưa? Rồi, ok. Mình thấy hình như chưa giao nhau lắm. Các bạn vạch dấu từ đây. Đưa sang đây. Trả vào cái điểm này. Rồi, ok. Các bạn vẽ ra cho mình. Như vậy góc này các bạn được 45 độ. Đây, các bạn có thể đo lên. Đây, mình gọi công cụ đo ra. Rồi mình đo góc này lên, xem đúng 45 chưa. Mình vẽ một đoạn từ đây lên đến đây. Rồi mình đo ra. Đấy, đúng 45 độ. Được chưa các bạn? Đủ 45 độ. Rồi bây giờ mình xóa cái này đi. Rồi, mình vẽ một đoạn thẳng này rồi các bạn nhé. Mình tiếp tục nối đoạn này với cái đỉnh này, với cái này. Rồi các bạn nhìn thấy nó tạo thành một cái mặt, mặt như này. Mình bây giờ đẩy khối nó ra. Rồi các bạn đẩy cho mình cái khối này giống như này.
Các bạn xóa cái đoạn này, đường vạch dấu đi cho mình, xóa cả góc độ đi cho mình. Mình make group thằng này vào, make group, mình xóa nó cái này đi. Thế để nó sao làm được như này thì các bạn sử dụng cái công cụ, bộ công cụ Solid Tool cho mình. Solid Tool. Rồi, các bạn sử dụng cái lệnh trim cho mình, tức là lấy đối tượng này trừ đi đối tượng kia. Mình chọn đối tượng này, nhấn vào trim, nhấn vào đối tượng thứ hai này. Rồi, bây giờ mình di chuyển cái đối tượng này ra ngoài. Đó, mình xóa đi cũng được. Như vậy các bạn đã được một cái chi tiết giống với chi tiết này. Được chưa? Các bạn có thể thể hiện kích thước lên, các bạn đo kích thước lên xem nó đúng chuẩn xác chưa. Rồi ok, 88. Rồi ok, tùy các bạn có thể chọn những cái mép này, các bạn đo ra 88. Rồi ok, tiếp tục đo cái này là cái này. Đây, các bạn nhấn đây, đây 38. Rồi ok, các bạn đo đây sang đây 12. Rồi mình có thể sử dụng cái đo liên tiếp ở trong này cũng được. Đây, nhân vào đây 12. À, đây sẽ đi các bạn. Đây, đây sẽ 12. Rồi ok, như vậy các bạn đã vẽ xong cái chi tiết bằng phần mềm SketchUp. Nếu các bạn quan tâm tới phần mềm này thì hãy theo dõi kênh cho mình bằng cách đăng ký bên dưới để theo dõi những video tiếp theo của mình. Chúc các bạn làm tốt.